Hey, xin chào mọi người, mình là Tài đây. Thì hôm nay mình sẽ show cho mọi người cái lịch thi của mình. Thì mình đã nói rồi, thì mình còn cái kỳ thi cuối cùng, đó là kỳ thi cuối kỳ 2. Và mình ở khối 11 nha mọi người. Ở cái đây nè, cái dòng đây nè, khối 11 nhá. Thì ở thứ bảy là ngày mai, và ngày 27 tháng 6 mình sẽ thi hai môn đầu tiên là môn công dân và môn hóa. Đó, và mình sẽ thi xuyên suốt cho tới thứ năm. Đó, đây là lịch thi của mình. Và mình nản vãi cức ạ. Thì mình sẽ thi xuyên suốt cho tới thứ năm luôn, nên là mọi người thông cảm cho mình. Và mình sẽ làm clip á. Mình không thể làm clip vào buổi sáng nha, bởi buổi sáng mình sẽ ôn thi và buổi chiều mình sẽ đi thi nha, nên mọi người thông cảm. Thì bây giờ là mình sẽ chia ra. Thì cứ cách bây giờ cách khoảng là mình cứ thứ bảy, thứ hai. Giờ thứ bảy á, thì mình thi hai môn khó này, môn hóa với công dân khó này. Môn thứ hai thì môn sinh với môn tiếng Anh, thì nó môn sinh với tiếng Anh thì mình không lo lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng chi thời gian ra để làm clip up vào thứ hai nhé. Chủ nhật thì đương nhiên mình sẽ có một clip, nhưng không phải chắc có thể không phải là một clip chơi game đâu, hoặc là một clip review hay gì đó. Hay nói chung là cũng có thể là mình sẽ chơi game hoặc gì đó, nhưng mà sẽ rất là khó đó. Đó, đây là thứ hai mình thi sinh với tiếng Anh, là có thể là thứ hai chủ nhật là mình sẽ ra một clip, là mỗi ngày một clip đấy. Rồi thứ ba thì do là toán lịch sử nên là mình sẽ nghỉ, là mình không làm clip thứ ba. Thứ tư là lý và địa mình sẽ không làm clip. Thứ năm là văn mình sẽ không làm clip, mọi người, là mình sẽ chỉ làm vào chủ nhật và thứ hai thôi. Và cho tới thứ năm, chiều thứ năm mình sẽ bắt đầu mình làm lại bình thường nha mọi người. Thì đây là clip mà thông báo mà thời đây phải nói là lịch lên làm clip của mình, là mình chỉ làm thứ bảy mình không làm, là hôm nay là clip thông báo này, là thứ sáu này, thứ bảy mình không làm được. Thứ hai chủ nhật với thứ hai mình sẽ sắp xếp mình làm một clip. Thứ ba mình không làm được, thứ tư và thứ năm mình cũng không làm được, và chiều thứ năm mình có thể làm được nha. Chiều thứ năm mình có thể làm được nha mọi người. Thì mọi người ráng chờ mình, chỉ có nhiêu nhỉ, 1, 2, 3, 4, 5 ngày thôi nha mọi người. Mọi người ráng chờ mình đi, để mình thi xong thì mình sẽ quẩy tung nhà luôn. Thì mình cũng đã có lịch nghỉ hết rồi. Lịch nghỉ của mình hình như là ngày 13 đến ngày 14. Và ngày 13 mình có một cái là ngày hội sách. Trường mình sẽ cho tất cả các học sinh, là thi xong đó, trường mình sẽ cho tất cả các học sinh là khối 10 và khối 11 bọn mình sẽ được mở gian hàng và bán đồ ăn. Và mình sẽ không, chắc chắn mình sẽ không phụ trách cái việc là bán đồ ăn đâu, mà mình sẽ đi quay clip là review cái trường của mình, và thậm chí là mọi người sẽ còn thấy mặt mình cơ. Sớm thôi thì cái mặt mình cũng sẽ lên clip, và bởi vì mấy thằng bạn mình đấy, như mình nói là mấy thằng bạn mình sẽ quay hộ mình thì đi review món ăn. Thôi, clip của mình cũng sẽ tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nhé. Bye.